quý vị và các bạn, thời điểm này là cao điểm của việc thu hoạch cà phê niên vụ 2016. Tuy nhiên, trong vòng một tháng nay, do mưa kéo dài nên việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn, khiến người trồng cà phê ở Đức Trọng nói riêng và cả tỉnh nói chung hết sức lo lắng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Toàn huyện Đức Trọng có hơn 18.000 hecta cà phê, trong đó diện tích cho kinh doanh ổn định là 16.800 hecta. Trong những ngày này, tất cả các diện tích đều đã cho thu hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời liên tục có mưa, làm ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và tiến độ thu hoạch của bà con. Nhiều vườn cà phê đã chín đỏ, thậm chí có nhiều cây quả đã cho thâm đen do chưa kịp thu dẫn đến rơi rụng xuống gốc. Một số vườn cà phê còn có hiện tượng sa hoa sớm, làm ảnh hưởng đến năng suất vụ sau và gây khó khăn trong quá trình thu hoạch. Số cà phê đã thu hoạch từ trước đó thì không được nắng để phơi khô. Trong khi đó, công nghệ xử lý sấy khô nhân tạo thì người nông dân chưa có điều kiện để đầu tư, dẫn tới chất lượng cà phê thương phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, mưa nắng xen kẽ thất thường còn làm thời gian thu hoạch bị đứt quãng và chậm lại, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Nên có một lượng nhân công đã di chuyển sang các tỉnh khác để làm, gây khó khăn cho người trồng cà phê. Theo bà con cho biết, giá nhân công năm nay tăng lên khá cao, dao động từ 190 đến 220.000 đồng một người một ngày, tăng từ 20 đến 30.000 đồng một ngày công so với năm ngoái. Tại vì năm nay là công nó rút đi sớm hết rồi, công rút qua bên Đắk Lắk, Đắk Nông hết rồi. Còn bên này thì vẫn có, nhưng mà cái tỷ lệ là nó ở đây nó chỉ cần 60% thôi. Năm nay thì là nó mưa muộn hơn, mọi năm là giờ này hái gần hết rồi. Mấy năm trước là lên là tháng 8 là lên rồi, giờ năm nay là mới tháng 10 mới lên, tôi giờ chưa được một tháng. Với lại là thời tiết năm nay là mưa gió nhiều quá, mình có lúc mình làm mình cũng nghỉ vậy, không có làm thường xuyên. Trước tình trạng đó, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đức Trọng đã chọn giải pháp thuê theo tháng với mức công từ 3,5 triệu đến 4 triệu đồng một tháng. So với giá thuê ngày thì đây là mức có thể chấp nhận được. Việc thuê theo tháng sẽ thuận lợi hơn cho người trồng cà phê và cả cho người lao động. Đối với người lao động, bên cạnh có việc làm thời vụ ổn định, còn có nơi ăn chỗ ở đảm bảo, có thu nhập hàng tháng có thể giúp gia đình. Đây thường là những người lao động đã làm lâu năm cho chủ nhà, được tin tưởng giao hái nên khá nhiệt tình, tận tâm với công việc, dù thời tiết có nhiều bất lợi. Mình đã làm nhiều năm là phải nhiệt tình đó. Thành thử là bà chủ mới tin tưởng, là cô chủ mới tin tưởng là năm nào cô cũng kêu mình lên làm. Họ thuê theo tháng, một tháng 4 triệu đồng, như thế tôi cảm thấy cũng ổn định. Với lại thấy chủ đối xử với nhân công cũng ổn, cũng y như là tình cảm trong gia đình. Theo các chuyên gia, ngành nông nghiệp khuyến cáo với kiểu thời tiết hiện nay, bà con cần đặc biệt chú ý đến khâu bảo quản nông sản nó thu hái, tránh để ẩm mốc sẽ dẫn đến đen nhân, làm giảm chất lượng nông sản và giá cả mùa vụ. Mặt khác, bà con khẩn trương huy động tối đa công lao động để thu hoạch nhanh gọn hết các diện tích còn lại, kịp thời tỉa cành, bỏ phân ngay sau thu hoạch và phun thuốc phòng tránh các loại nấm bệnh để cây cà phê có đủ dưỡng chất, kháng bệnh tốt, cành lá phát triển để đảm bảo năng suất cho niên vụ tới. Đến sáng ngày 14 tháng 12, nước lũ đổ về các sông suối trên địa bàn huyện Chi Linh vẫn còn cao. Tại xã Đinh Lạc, mưa lũ đã cuốn trôi một số cây cầu dân sinh và cô lập hoàn toàn gần 10 hộ dân tại thôn Đồng Lạc 4. Trên 40 tấn